những cái dòng xoay hay không nói dòng bấm á, dòng bấm mà hiện đại á, là một mình xài hai ngón, một ngón cái với ngón trỏ là mình bấm đây kéo cáp mình tăng số lên số 2, số 3 thì tay tay trỏ mình sẽ trả số lại. Còn cái này không, cái này là dùng ngón cái bấm lên cái nút ở trên chữ nó sệt và cái số nó di chuyển, có một cái thanh nó di chuyển từng số 1 tới số 7 ha, em bấm cho là 1 2 3 này 4 ha, 5 6 7 đó, bắt đầu trả lại 7 6 5 4 3 2 1 đó. Cái này có chữ NASA nằm trên đây luôn đó. Điểm độc đáo là cái tay này bây giờ nó không còn sản xuất mọi người, và để sưu tầm một cái tay còn nguyên vẹn như này cực kỳ khó ha, thường là nó kẹt, nó trầy, nó bể hết. Hai, xin chào mọi người đến kênh xe đạp Đâm Số Thiên Nguyễn. Thì hôm nay mình cũng làm một clip thật là đặc biệt để giới thiệu một cái thương hiệu xe đạp đến từ Mỹ, lần đầu tiên có mặt trên kênh Đâm Số Thiên Nguyễn, và mình sẵn giới thiệu 3 chiếc luôn. Đó là thương hiệu Marine. Marine là tên của thị trấn ở California của Hoa Kỳ. Thì nó được thành lập năm 1986 và nó chuyên lúc đầu là chuyên sản xuất những dòng xe leo núi với những chất liệu rất là cao cấp. Tuy nhiên, một điều đặc biệt và khá thú vị là Marine có sản xuất những cái dòng xe City Bike, Urban Bike và Hybrid Bike, Commuter Bike, và rất là đặc biệt và ít có người biết tới. Thì nó đặc biệt như thế nào? Lần này mình sẽ giới thiệu 3 dòng, một dòng cổ điển của nó là thập niên 90 và những cái dòng trung bình tầm trung của nó, và một dòng mới, và tất cả đều là xe đạp Hybrid, xe đạp City Bike, xe đạp đô thị, xe đạp đi làm. Rồi, mình cùng các bạn bắt đầu khám phá nha. Nào, let's go. Rồi bắt đầu mình vô chi tiết từng em nha. Trước hết là mình sẽ giới thiệu sơ lược từng em nó. Thứ nhất, em đầu tiên là một chiếc xe Marine Vintage. Cái dòng này là dòng San Anselmo. Cái dòng này mình sợ trên mạng là tìm không thấy luôn mọi người. Thì nó có một cái dòng mới của nó là nó xài Dimensfire và buộc carbon. Tuy nhiên cái dòng này là dòng Vintage, sản xuất những thập niên 90. Nó rất là hiếm. Đó, thì mình sẽ lần lượt mình giới thiệu nha mọi người. Rồi kế tiếp mình sẽ giới thiệu em thứ hai là em Marine Fairfax SC2. Đó, thì dòng này là bộ chuyển động của nó là sên líp thôi, tùm số mình sẽ giới thiệu sau nữa. Và một em cực phẩm đỉnh của đỉnh trong cái dòng City Bike, Urban Bike của Marine, đó là Marine Fairfax SC6. Đây là dòng đỉnh của nó, và nó full option, đầy đủ các cái bộ phận và tính năng rất là độc đáo đặc biệt. Nó xài đùm đỉnh của Shimano Alpine luôn, là Shimano Alpine 11 dây Curo và dò dỉ Alpine luôn. Rồi bắt đầu mình vô chi tiết từng em nha. Nào, let's go. Rồi đầu tiên là mình giới thiệu em Vintage ha, Marine Vintage cổ điển. Thì bạn thấy nó là chất liệu nó là nhôm nhưng mà gấp nó là gấp thép, đó là đặc trưng những dòng cổ điển. Bạn thấy kích thước cái kiểu dáng sườn ha, nó làm cũng là đơn giản thôi, ba cái thanh đó, thanh đứng cũng tròn, thanh ngang cũng tròn và thanh dưới là tròn to hơn thôi đó. Và cái màu sơn của nó là đen ánh kim, đen mờ ánh kim. Bạn thấy không, nó thiết kế trên đây cái logo của nó là cái logo cổ ha, nó có chữ là Marine Country. Bạn thấy không, cái thiết kế nó cái dạng nó hơi nghiêng về touring, nhưng mà nói dòng này là City Bike, mình có thể chạy dạo phố hay là chạy đi làm. Tuy nhiên những cái dòng này gắn thêm dè, thêm ba ga, có thể là đi một chuyến đường dài 100 cây số là chuyện bình thường đó. Với một cái khung thiết kế rất là chắc chắn, mạnh mẽ và nhôm ha, có hai gọng bình nước và có chữ Marine nổi bật màu trắng, có viền vàng trên cái nền đen, và cái dòng nó là dòng
Ansemo. Nó có những cái điểm đặc biệt là ở bằng bộ phận chuyển động và cái tay bấm của nó. Tới phần gấp của nó ha, phần gấp của nó đây, gấp cũng rất là thon thả. Nó thon là do nó làm bằng thép đó mọi người. Đấy, trên đây nó là không, nó là promo luôn. Nó có logo Marine và chén cổ của nó cũng là Marine của Da luôn. Thì cái dòng Marine thường là nó sản xuất những cái phụ tùng khác là cũng của hãng luôn. Chỉ có bộ phận chuyển động là nó xài của Shimano. Thì cái bộ tăng của nó, bộ tăng ốc đầu lên để cao để mình đi cầm thoải mái không có phải mập lưng. Thì mà cái bộ tăng của nó cũng chữ Marine luôn. Và cái ghi đông nhôm của nó, ghi đông nhôm phẳng mà có ốc cao đầu lên. Nhôm mạ chrome bóng luôn, có chữ Marine luôn. Đó. Rồi mình đi vô bánh trước nha. Thì bánh trước này là xài bánh 700. Vỏ của nó là 735C. Gai đều đầy đủ luôn. Gai này gai bám đường. Bơm được tới 75 PSI. Thì nó xài cái cặp niền kiểu cổ điển thôi, niền nhôm 6061. Đặc biệt cái câm của nó là cái câm DT Switch mọi người. Thì cái hiệu mà niền với câm DT Switch là nó cao cấp hơn Alexstream luôn, của Thụy Sĩ. Và đặc biệt con này nữa, nó dùng cái đùm trước là Nesset luôn, Timno Nesset. Cũng rất là hiếm hoi những chiếc xe mà nó xài đùm trước Nesset mà thường là đùm sau Nesset thì nhiều, và có cái mở nhanh luôn. Quá đặc biệt. Rồi trên đây mình giới thiệu cái càng thắng luôn. Càng thắng kéo cổ điển ha, rất là đẹp. Rồi tới bánh sau. Đây đặc biệt bánh sau cũng niền 700 hai lớp ha, 735C. Rồi không để mọi người chờ lâu nữa, đặc biệt là cái đùm 7 số đây, Shimano Nesset, mã số là SG7R40. Này Japan luôn, sản xuất Japan. Đây là những cái đùm mà mình đã giới thiệu rồi, trong những xe tương đối cổ điển rồi, nó sản xuất khoảng thập niên 90 á, khoảng 95, 97 vậy nó mới ra những dòng đời đầu của 7 số Shimano Nesset. Cái dòng này nó rất chắc chắn và bền bỉ. Thì nó kết hợp với đây, chiếc xe này mình dự đoán nó là nằm trong thập niên 90 á, khoảng 95 tới 97 sản xuất chiếc này ha. Thì cái bộ phận chuyển động của nó là đùm Shimano Nesset 7 số kết hợp với cái clip này. Clip này chắc khoảng 18 răng ha, kết hợp cái dĩa này cũng khoảng 43 răng là cho những cái đi đường trường. Rồi bây giờ mình test cái đùm 7 số cổ này nha mọi người. Đó, để số 7 mình test luôn ha. Đây. Đây rất trơn tru êm ái ha. Đó. Nó cũng giống mấy cái đùm trước mình giới thiệu thôi. Đùm này nó còn rất mới êm ái ha mọi người ha. Đó. Rồi này kết hợp cái giò dĩa của nó là giò dĩa nhôm luôn, có cái bao sên nắp xin xì rất là đẹp ha, màu nhôm. Màu nhôm pedal nhôm luôn. Rất chắc chắn ha. Rồi chống giữa của nó là chống nhôm luôn. Rồi điểm độc đáo của xe này, chiếc Marine cổ này ha, nó nằm ở bộ đầu. Thì đây bắt đầu mình giới thiệu mọi người ha. Đập vô mắt là cái ghi đông nhôm với bông tăng sáng giới luôn, mạ chrome Marine luôn, nhôm 6061. Bông tăng ngóc đầu lên cũng Marine luôn. Và đặc biệt hai cái tay, hai cái càng thắng là Shimano, có những cái vết trầy theo năm tháng. Nó dòng cổ mấy chục năm rồi ha mọi người ha. Và hai cái tay nắm màu đen, có điểm tựa êm ái cao su. Nhưng mà cái điểm nổi bật, cực kỳ nổi bật nhất mà mình muốn giới thiệu, mang tính chất sưu tầm, mang tính chất lịch sử, nó nằm ở tay bấm. Đó, tay bấm này là một cái dòng, nó sản xuất là, nó gọi là Internal S, sản xuất năm 1995. Là nó trung gian giữa một cái tay bấm cổ với cái dòng xoay, tại sao những tay bấm hiện đại của nó. Thì cái dòng này nó đặc biệt chỗ nào, đây mình thử cho mọi người xem ha. Đây, những cái dòng xoay hay không nói dòng bấm á, dòng bấm mà hiện đại á, là một mình xài hai ngón, một ngón cái với ngón trỏ mình bấm. Đây kéo cáp mình tăng số lên số 2, số 3. Thì tay trỏ mình sẽ trả số lại. Còn cái này không, cái này là dùng ngón cái bấm lên cái nút ở trên chữ Nesset. Và cái số nó di chuyển, có một cái thanh nó di chuyển từ số 1 tới số 7 ha. Mình bấm cho là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, bắt đầu trả lại 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Đó. Cái này có chữ Nestle nằm trên đây luôn. Đó, điểm độc đáo là cái tai này bây giờ nó không còn sản xuất mọi người, và để sưu tầm một cái tai còn nguyên vẹn như này cực kỳ khó ha. Thường là nó kẹt, nó trầy, nó bể hết ha. Thì cái phần dưới này là bằng nhôm nha. Đó, mình phải phục hồi cái tai bấm này rồi mình về là lâu ngày nó bị kẹt trong đó. Mình nhờ kỹ thuật tốn rất là nhiều thời gian để mà phục chế nó lại, phục hồi nó lại ha. Trong đây nó có rất là nhiều cái khoe, cái thanh, cái lò xo. Có vẻ là thiết kế của nó và lắp ráp nó rất là nhiều chi tiết và nó phức tạp, cho nên người ta không còn sản xuất nữa. Tương lai bây giờ người ta sản xuất gì đó đơn giản, nhưng những cái đời đầu này nó làm rất là chắc chắn, rất là bền bỉ nha mọi người. Đó, điểm độc đáo nằm đây. Rồi sẵn mình kéo xuống đây luôn. Đây cái cốt yên nhôm. Cái khóa cổ dê cũng rất là nhì chắc chắn ha, có chữ Marine trên cốt yên luôn. Và nó cũng bị mờ theo năm tháng do đẩy lên đẩy xuống ha. Kết hợp với một cái yên thể thao có đèn phản quang phía sau. Trước phía sau này nữa là một cái cặp dè ha, cặp dè nhựa màu đen bóng. Nó rất là phù hợp với chiếc xe này ha. Về trước về sau bằng nhựa đen bóng, có cao su để chắn bùn luôn. Và đặc biệt nữa là một cái ba ga sau, mình nâng cấp lên em nó cái ba ga cho nhìn nó một chiếc xe vintage, xứng tầm với vintage, nhìn rất là thon thả nhưng mà rất là chắc chắn ha, ở lò xo rất là chắc, rất là phù hợp với chiếc xe này, giống như sinh ra để cho em nó thành một cặp vậy đó. Khá là trơn tru thoải mái. Em này thì nó cổ điển, nó không có mộp như hai chiếc kia nha mọi người ha. Ngồi rất thoải mái. Yên này thì nó hơi cứng, do thể thao mình muốn ấy, mình sẽ xài cái em mềm hơn. Đó, ghi đông ngóc đầu lên, rất dễ điều khiển. Đó là số 2. Đó, bánh này 735 cho nên chạy CT là hợp lý nhất. Đó. Đang chạy số 4. Rất là nhẹ nhàng ha. Lướt ha, này nhôm. Nhôm lướt. Thắng kéo. Kéo nhìn rất là ngầu. Thắng sau thắng bi, thắng trước thắng kéo. Rồi bấm trả lại, thôi đâu mình tăng tốc thử em này nha. Số 1. Rồi tăng tốc nha. Rồi số 4 là tăng tốc ha, số 4. Số 5. 6. Đây, hết số luôn, số 7. Rồi. Cùm lát xít cũng chạy rất là dữ ha. Yep. Êm ái chắc chắn vững chãi. Số này là số. Rồi tăng tốc ha, số 4. Số 5. Rất là nhẹ nhàng ha. 6. Tốc độ không bằng hai em kia nhưng mà chạy rất thoải mái. Cho những cung đường city, đường phố